Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và xe ô tô 5 chỗ khiến cho hai chiến sĩ công an tử vong và một người bị thương nặng. Vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại km 570+600 quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Kỳ Trinh. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang biển số 36B03002 chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông theo hướng Bắc Nam khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô 5 chỗ mang biển số 38A40840 chưa rõ danh tính của tài xế, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh đã khiến cho hai người ngồi trên xe ô tô 5 chỗ bị tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng. Cả hai xe đều bị hư hỏng nặng. Danh tính của hai người tử vong được xác định là đại úy BQD 33 tuổi và trung úy LMT 27 tuổi, đều đang công tác tại đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Kỳ Anh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đến hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.